lần mà mình đổ tới luôn nè, đổ dập đi chứ giờ dưa này giờ gì thì kém rồi. Không, đầu tiên cái quan trọng đầu tiên chủ yếu trước mắt là anh quản lý giúp em cái con gà canh trắng đi. Nếu gà canh trắng thì có thể quản lý được bò chỉ, thì đầu tiên đó là anh đã quản lý con đối tượng chất phúc rồi. Cái thứ hai nữa thì sử dụng thêm cái dòng đó là cái dây nó sẽ phát hiện là dòng dưỡng gọi là dưỡng mà không cần đạm. Thì anh thu gần này anh mặn đi, anh mặn dùm đi, anh biết anh mặn đi chứ.